Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại thành phố Di An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị các nhà đầu tư, các quý vị khán giả của Tuấn Nguyễn có cái tiềm năng nguồn tài chính lớn. Chúng ta đang quan tâm đến sản phẩm bất động sản có cái diện tích lớn này đó, và nguồn tài chính cao. Thì đây, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một cái lô đất mặt tiền đường giáp quận Thủ Đức, là thành phố Thủ Đức, xin lỗi quý vị, giáp ranh với thành phố Thủ Đức. Và thưa quý vị, vị trí Tuấn Nguyễn đang đứng đây là phường An Bình của thành phố Di An. Từ vị trí này thì quý vị sang thành phố Thủ Đức chỉ mất khoảng 500m thôi là đến đất Thủ Đức rồi. Và phía tay trái Tuấn Nguyễn đang chỉ cho quý vị đây là chúng ta đi ra con đường Phạm Văn Đồng 300m quý vị nhá. Con đường huyết mạch Phạm Văn Đồng chạy từ thành phố Hồ Chí Minh chạy về phía Bắc đó, hướng Đồng Nai đó. Và bệnh viện Hoàn Hảo cách màn hình chúng ta đây khoảng 200m là chúng ta đi ra con đường Phạm Văn Đồng rồi. Con đường huyết mạch chạy thẳng lên thành phố Hồ Chí Minh, lên sân bay Tân Sơn Nhất. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn review cho quý vị một lô đất này. Quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây. Tiền thân lô đất của chúng ta hiện tại, thì Tuấn Nguyễn nói là hiện tại thôi, đang có những căn nhà cũng như là chủ nhân của cái lô đất này, người ta làm để làm văn phòng cho thuê quý vị nhá, cũng như là bãi đậu xe container. Đấy, diện tích đất của chúng ta hướng chính ở trên màn hình này là hướng đông quý vị nhá, hướng chính đông. Đấy, diện tích tổng chiều chiều ngang á khoảng 100m quý vị nhá. Đấy, nhân với lại chiều sâu thì quý vị cứ nhân lên, thì Tuấn Nguyễn chỉ báo là chiều ngang phía mặt tiền thôi, khoảng 100m. Và chiều tổng diện tích của chúng ta là 17.000m2 quý vị ạ. 17.000m2, Tuấn Nguyễn xin nhắc lại với quý vị, chiều ngang mặt tiền chạy dài khoảng 100m đó, rất là dài. Ở trong đây thì chung cư An Bình này đó, chung cư ở đây rất là nhiều, chợ An Bình, chợ Việt Lập ở trong này. Và thưa quý vị, trên lô đất này thì mới có 3.000m2 là đất thổ cư thôi, còn đâu là thuộc lại là đất KSC quý vị nhá. Đấy, đất trồng cây lâu năm đó. Thì quý vị chúng ta mua lô đất này về đây thì chúng ta có mục đích sử dụng, thì chúng ta sẽ lên thêm thổ cư quý vị nhá. Trước màn hình chúng ta thì có một con đường nhựa khoảng 8m như thế này, mà Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị, nếu như quý vị mua làm của, mua để xây nhà thì không nói làm gì đúng không ạ. Nhưng đặc biệt quý vị nào, quý nhà đầu tư nào, quý công ty nào đấy, chúng ta mua để xây dựng chung cư thì chắc chắn là chúng ta phải kết hợp với là chính quyền địa phương, chúng ta phải đầu tư mở con đường này thêm ra khoảng 4-5m nữa đúng không ạ, thì chắc chắn mới phù hợp để làm chung cư ở đây được. Nhưng cái thuận tiện cho quý vị, Tuấn Nguyễn cũng nói rõ để quý vị nắm được, tức là cái chủ trương của nhà nước thì người ta cũng đã tính đến cái việc này quý vị nhá, là nếu mà quý vị nào, quý công ty nào đấy, có nhà đầu tư nào có tiềm năng, chúng ta mua cái lô đất 17.000m2 này xây chung cư thì chắc chắn chúng ta phải kết hợp với chính quyền địa phương đúng không quý vị, để chúng ta mở con đường lớn khoảng là vào khoảng 5-6m nữa thì mới đủ điều kiện để chúng ta xây chung cư quý vị nhá. Xung quanh đây như quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây là toàn chung cư hết, và phía đường Phạm Văn Đồng này cũng rất là nhiều chung cư. Vâng, và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để quay rõ cái hiện trạng của cái 17.000m2 này cho quý vị xem. Đây là một cái mặt tiền đắc địa giáp với thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ, giáp với thành phố Thủ Đức đó, chỉ khoảng 500m thôi là chúng ta bước ra đường Phạm Văn Đồng cũng như là đất của thành phố Thủ Đức rồi. Còn hiện tại cái đất mà Tuấn Nguyễn đang đứng đây là đất của thành phố Di An quý vị nhá, đất Di An, nhưng mà chỉ cách thành phố Thủ Đức có 500m thôi. Ở đây thì quý vị thấy này, một cái không gian bao la mênh mông như thế này, đây chủ nhà người ta đang cho thuê làm bãi đậu xe container và văn phòng cho thuê, đây dịch vụ vận tải quý vị nhá.
Đất này Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là chiều ngang phía trước là 100m đó, và nhân với lại 170m phía sau, đúng không ạ? Đó. Và Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là đất nở hậu quý vị nhá. Đây. Chúng ta đất của chúng ta giáp với lại chung cư Nam Long này quý vị này. Ở bên đây một tòa và ở bên đối diện một tòa nữa quý vị nhá. Đây. Công ty xây dựng Nam Long, chung cư Nam Long ở đây. Đấy, cao cổng kín tường, đất là vuông vức, rất là đẹp, nở hậu ở phía sau. Và thưa quý vị, như quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây, đúng là một cái mặt bằng rất là lý tưởng, quý vị thấy rất là đẹp đúng không ạ? Vuông vức cực kỳ đẹp luôn, phía sau thì nở hậu, thì không có gì tuyệt vời hơn rồi đúng không ạ? Hôm nay Tuấn Nguyễn review lên cái video này nhằm mục đích gửi tới quý vị có điều kiện đó, có cái nguồn tài chính rất là mạnh thì chúng ta mới quan tâm đến cái lĩnh vực sản phẩm này được đúng không ạ? Và ở bên đây là thưa với quý vị là có một mặt tiền nữa quý nhá, đất của chúng ta hai mặt tiền. Đây mặt tiền là chúng ta đi ra khu dân cư cũng như là đi ra đường Phạm Văn Đồng. Đấy, sau này thì quý vị xây chung cư ở đây chắc chắn quý vị sẽ mở hai con đường đúng không ạ? Hai cái mặt tiền chung cư của chúng ta cực kỳ đẹp luôn. Thì giới thiệu về đất á, Tuấn Nguyễn chỉ báo ra hướng này và diện tích, vị trí cho quý vị, đồng thời là báo giá cho quý vị thôi đúng không ạ? Còn đất ở trên màn hình chúng ta đang nhìn đây là nó mênh mông bao la đúng không ạ? Đấy, rất là rộng. Đất này thì quý vị xây chung cư thì phải được 4-5 lốc quý vị nhá, 4-5 lốc chung cư. Đó, ra bên đây thì chúng ta có một cái đường có cái cửa ở phía sau đây, ở chỗ cái xe trắng trắng đây, chúng ta chạy ra khu dân cư, ra đường Phạm Văn Đồng, rất là đẹp. Ở đây mà xây chung cư thì thật sự thì không có chỗ nào mà phù hợp hơn. Đây, quý vị này, rất là đẹp. Vâng, thì Tuấn Nguyễn cũng review nhanh thôi, đất thì chỉ có vậy. Diện tích thì Tuấn Nguyễn báo cho quý vị rồi, 17.000m², có 3.000 là mét thổ cư, còn 14.000 là đất trồng cây lâu năm quý vị nhá. Quý vị khi chúng ta về đây xây chung cư thì quý vị có thể lên thêm thổ cư. Đó. Rất là rộng, rộng mênh mông bao la luôn. Hướng là hướng đông. Đấy, cách đường Phạm Văn Đồng chỉ có 500m, cách kế bên bệnh viện Hoa Thảo. Vâng, và giá chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 40 triệu trên 1m² quý vị nhá. Thì quý vị cứ nhận lên. Và cái giá này thì chủ nhà đang còn thương lượng với quý vị rất là mạnh. Đó. 40 triệu nhưng mà đang còn thương lượng rất là mạnh quý vị nhá. Vâng, kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy. 40 triệu trên 1m² là giá của chủ nhà đưa ra. Quý vị cứ tới đây gặp chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả. Quý vị nào xem được cái video này, quý vị quan tâm đến cái sản phẩm khủng này 17.000m² thì quý vị hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta xem lô đất này và gặp chủ nhà thương lượng giá cả quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.